Lâm Đồng đang là tỉnh dẫn đầu trong nước về nông nghiệp công nghệ cao với tốc độ tăng trưởng cao và giá trị sản xuất vượt trội so với mặt bằng chung của cả nước. Đúng như vậy đó anh Long. Nhưng có một mối lo đang thường trực không chỉ đối với người dân mà cả với ngành chức năng ở địa phương, đó chính là rác thải và phụ phẩm từ nông nghiệp. Với tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp gần 400.000 hectare, tính đến cuối năm 2022, sản lượng lương thực của Lâm Đồng đạt hơn 189.000 tấn, rau đạt gần 3 triệu tấn, hoa 4 tỷ cành, cà phê đạt gần 550.000 tấn. Và tất cả hoạt động trồng trọt, thu hoạch, bảo quản, sơ chế đều phát sinh chất thải rắn là phụ phẩm nông nghiệp. Đây là các chất thải phát sinh trong quá trình trồng trọt, chăm sóc như tỉa cành làm cỏ. Những phần còn sót lại sau khi thu hoạch nông sản như thân cây, rơm, rạ, trấu, cám, lõi ngô, thân ngô là bao bì đựng phân bón, bao gói hóa chất bảo vệ thực vật. Theo tính toán của ngành chức năng, cây hàng năm như rau củ quả, hoa tươi, cây lương thực có lượng chất thải rắn nông nghiệp hữu cơ thải ra ước tính khoảng 16,7 tấn 1 hecta một năm, trong khi những cây lâu năm như chè, cà phê, cây ăn trái ước tính phát sinh khoảng 0,57 tấn 1 hecta một năm. Tổng lượng phế phẩm loại bỏ sau khi thu hoạch tính cho tất cả các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát sinh hàng năm khoảng 2.000 tấn. Đây là con số đáng chú ý, nếu không được thu gom xử lý phù hợp thì rất có thể trở thành nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.